Thưa quý vị, trong một diễn biến khác cũng liên quan đến những ca nhập cảnh trái phép này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm ngày 29 tháng 3 cũng đã vừa cho biết thêm, tất cả các tiếp xúc với bệnh nhân số 2580 và 4 người nhập cảnh trái phép tìm thấy đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đã tìm được 9 trên 10 người nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 5 trường hợp bao gồm bệnh nhân số 2580, một người cư trú tại quận Gò Vấp, hai người tìm thấy tại một khách sạn tại quận 1, một người tìm thấy ở quận 8. Tất cả các tiếp xúc với bệnh nhân 2580 và 4 người nhập cảnh trái phép tìm thấy đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Về xét nghiệm giám sát, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các thành viên của tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, các người nhập cảnh, cách ly tập trung, người sau cách ly về cư trú tại thành phố.